Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sợ hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thương đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ cảm ơn cơ quan việc. Dạ con xin được đọc phần Pali vui để học. Đức Phật dạy về cách sử dụng ngôn ngữ. Người đời có câu cách nói cũng quan trọng như điều được nói. Đức Phật trong cương vị bậc đạo sư đã có những chỉ dẫn cụ thể cho hàng đệ tử về cách nói năng, đặc biệt là ngôn ngữ cần phù hợp với giáo lý trung đạo, với chánh kiến, tránh những rắc rối không cần thiết, và đặc biệt tinh thần dung hòa đối với ngôn ngữ địa phương. Tất cả cho thấy Đức Phật dạy sự quan trọng của truyền thông là thế nào, và tinh thần ứng hợp với văn hóa địa phương đã khiến Đạo Phật đi sâu vào các nền văn hóa dị biệt suốt 25 thế kỷ qua. Một thời Thế Tôn tu ở Sa-va-thi, Sa-vệ Chê-ta-va-na Kỳ Đà Lâm tại tỉnh Xá, ông Anaphinika cấp cô độc tại đấy. Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về vô tánh phân biệt, hãy nghe và suy niệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: chớ có hành trì dục lạc, hà liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh. Không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh. Không liên hệ mục đích, từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tắc thành mắt, tắc thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí giác ngộ, niết bàn. Nên biết tán thán, nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nếu biết phán xét về lạc, sau biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc, không nên nói lên lời bí mật. Mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, nên nói thật từ từ, không có vội vàng, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. Một, khi được nói đến chớ có hành trì dục lạc, hà liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Do duyên gì được nói đến như vậy? Phàm là gì liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy là đau khổ. Có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo.
phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không đam mê loại hỷ lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Phàm hành trì sự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Phàm không hành trì khổ hạnh nào, đau khổ, không bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Khi được nói đến, chớ có hành trì dục lạc, hà liệt, đê tiện, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đó ngay, cha con xin sám hối. Có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên gì được nói đến như vậy? Đây là con đường thánh tám ngành, tức là chánh trí, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, tưởng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Hai, khi được nói đến, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Do duyên gì được nói đến như vậy? Thầy các tỳ kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ trích, nhưng không thuyết pháp? Vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ lạc hạ, loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ lạc, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Ở đây vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai đam mê hành trì trực kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc về tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai không đam mê hành trì trực kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Ở đây vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Như vậy này các tỳ kheo, là có tán thán và có chỉ trích nhưng không thuyết pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là không có tán thán và không có chỉ trích nhưng có thuyết pháp? Vì ấy không nói như sao: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có khổ đau,
có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy không nói những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiền, phàm phu, không xứng bậc thánh. Tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy thuyết pháp và nói như sau: không đam mê là một pháp, không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy không nói những ai đam mê hành trì trực nghĩ khổ hạnh đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy không nói những ai không đam mê hành trì trực kỷ khổ hạnh đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tất cả những vị ấy đều có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là không đau khổ, pháp này không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy không có nói những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử. Tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết pháp và như sau: khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận. Vị ấy không nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận. Như vậy, này các tỳ kheo, là không tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. Và khi được nói đến, nên biết tán thán, nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Chính do duyên này được nói đến. Như vậy, khi được nói đến nên biết phán xét về lạc, sau khi biết phán xét về lạc nên chú tâm vào nội lạc. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, có năm dục trượng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp vật, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm giác, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc, tế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Ta nói loại lạc này không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn, nên sợ hãi. Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, an lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên sợ hãi. Khi được nói đến nên biết phán xét về lạc. Sau khi phán xét về lạc, hãy chăm chú
hãy chú tâm vào nội lạc do chính duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, không nên nói lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Tại đây, này các tỳ kheo, biết được một lời bí mật là không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được, chớ có nên lời bí mật ấy. Chớ nói nên lời bí mật ấy. Và nếu được biết một lời bí mật là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu được một lời bí mật là thật, và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời bí mật ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được mặt đối mặt, chớ có nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hại tập chớ nói lên lời ấy. Và nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời mất lòng ấy. Khi được nói đến, không nên nói lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, do chính duyên này được nói đến như vậy. 5. Khi được nói đến, nên nói lời thật từ từ, chớ có vội vàng, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị hao tổn, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau. Lời nói, một người vội vàng không được rõ ràng là không được nhận hiểu. Tại đây, này các tỳ kheo, nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không tổn hại, tiếng không tổn hại và cổ không bị đau. Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiểu. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Sáu, khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ và đi xa quá ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỳ kheo, trong nhiều quốc độ người ta biết những chữ bát tí, bát tá, vít thá, xá ra quá, thá rô bá, bồ ná, bí xí lá. Như vậy, họ biết trong các quốc độ ấy những chữ là như vậy. Như vậy, có người đã làm như vậy, kiên trì, chấp thủ, chấp trước và nói, chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy, này các tỳ kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Và này các tỳ kheo, thế nào là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỳ kheo, trong nhiều quốc độ người ta biết những chữ bát tí, bát tá, vít thá, xá ra quá, thá rô bá, bồ ná, bí xí lá. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy những chữ là như vậy. Như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích các vị ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy. Như vậy, này các tỳ kheo, là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do chính duyên này được nói đến như vậy. Trích Trung Bộ Kinh số 139, Kinh Vô Tránh Phân Biệt, Arawi Phanga Sutta, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh
Ngài Tệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính thưa quý vị, hôm nay môn phản ứng Bali trong cái phần Bali Vô Lý học thường tỏ giáo đẳng cho chúng ta học một bài kinh Arana, nguyên phần cái số 8, vô tránh phân biệt trong bộ kinh. Bài kinh này trình bày sẽ dài và nó có nhiều cái tình tiết mà khi nãy quý vị có nghe, chắc có lẽ là quý vị cũng khó nắm để trình bày cái vấn đề này đó, thì chúng tôi e rằng là chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian cho quý vị. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ quán chuyển chúng ta học về Bali nghi thức thực hành trước. Sau đó chúng tôi sẽ trình bày về sáu vấn đề mà Đức Phật Ngài thuyết ở trong bài kinh Vô Tránh Phân Biệt này. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Giáo Đẳng. Pali nghi thức thực hành. Hôm nay chúng ta học cái đoạn kinh Từ Bi Nguyện Sape Sata Avera Hoantu Sukata Hoantu Nidukka Hoantu Apya Pacha Hoantu Anika Hoantu Dika Yuka Hoantu Aroga Hoantu Sambhati Smichantu Sukhi Attanang Pariharantu Dukkha Patta Jenis Dukkha Phayat Patta Jenis Nipaya Soka Patta Jenis Soka Hoantu Sape Pipanino. Ở đây trong cái bài kinh gọi là Từ Bi Nguyện, chúng ta xài cái động từ thể mệnh lệnh cách thì mệnh lệnh cách. Là hoàn tú. Tại sao chúng ta xài chữ hoàn tú? Vì động từ của nó là hô tí. Nếu mà mọi lời cách số ít thì là hô tú. Vì ở đây sape sata là tất cả chúng sanh, cho nên chúng ta xài chữ hoàn tú. Bây giờ quý vị nhớ những cái câu Sape Sata hoàn tú. Quan trọng ở chỗ là chúng ta biết cái chủ ngữ
cái chủ ngữ và cái thuật ngữ của câu, chủ từ và thuật từ của câu. Sape là chủ cách số nhiều của phiên chỉ đại danh từ sapa, là tất cả. Và trong tiếng Bali đó, khi một cái đại từ mà nó đi với một cái danh từ thì nó sẽ được dùng như là tỉnh từ của danh từ đó, tức là chữ sapa. Sapa là chủ cách số nhiều của danh từ sapa, có nghĩa là hữu tình hay là chúng sanh. Như vậy sapa sapa tức là mỗi chúng sanh hay là tất cả loài hữu tình. Và chữ hồi tú xài rất nhiều ở trong bài học, trong bài kinh này. Cũng nói thêm rằng ở dưới chóng chúng ta có chữ sape pí pa ni đô. Chữ pí đó là nó chỉ là một đệm từ, một đệm từ. Có khi dịch nghĩa là cùng hay là cũng. Còn chữ panino, chữ panino là chủ cách số nhiều của cái danh từ năm tánh vị ngữ y là pani. Quý vị nhớ hai từ, lâu ngày chúng tôi không có đánh chữ Bali cho nên thôi bây giờ bỏ qua đi. Quý vị nào có đánh được thì đánh dùm cái chữ Pani. Chữ N có chấm dưới, N có chấm dưới. Chữ Pani. Chúng tôi đánh không... đánh là cảm ơn sư tuệ đức, đúng là chữ pani đó. Chữ pani mà của sư tuệ tri viết đó là chữ pani, đó là cái bàn tay, bàn tay. Chúng ta nhớ hát là tay và hú là cánh tay, mà pani là mút thí là nắm tay. Khi mà chúng ta cung lại các ngón thì gọi là nắm tay. Cho nên nội cái tay không là chúng ta cũng có nhiều chữ, chữ pani là cái bàn tay. Còn chữ pani, ni trường âm thì pana là cái hơi thở, và pani là một cái sinh vật, tức là cái vật sống nhờ hơi thở. Cho nên gọi là sinh vật. Thì chữ sape, sata với cái chữ sape panino, panino là ở chỗ cách số nhiều của danh từ pani, nó đồng nghĩa với nhau. Sape sata cũng được mà sape panino cũng được. Chúng ta nhớ hai cái cụm từ đó nó đồng nghĩa với nhau. Thì bây giờ khi mà chúng ta nguyện tâm từ đó, quý vị nhớ từng câu như thế này: sape sata avera hoàn tú. Chữ avera tức là không có thù hận, không có thù hận. Mà khi xài với động từ mọi lời cách avera hoàn tú, tức là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng hận thù, đừng hận thù. Thì khi mà chúng ta mà xài chữ ác,
là một cái phủ định từ đó, của chữ ná, mà phối hợp với mọi lệnh khách đó, thì chúng ta phải nói là đừng. Chứ nếu mà chúng ta dịch là hãy không thì nghe nó không có suông. Nguyện cho tất cả chúng sanh hãy không có sự thù hận thì nó dài quá, cho nên chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có thù hận. Đó là một câu. Rồi tiếp tục đó, thì không xài chữ sắp với sát ta nữa, mà chúng ta phải hiểu ngầm. Đúng ra thì quý vị, nếu mà tụng thì quý vị tụng mà sape sata avera hoan tú, sape sata sukita hoan tú, quý vị thêm câu nữa sape sata sukita hoan tú. Chữ sukita có nghĩa là được an lạc, được an vui, cho nên sape sata sukita hoan tú. Chúng ta nguyện thêm câu thứ hai là nguyện cho tất cả chúng sanh hãy được an vui, hãy được an vui. Bởi chữ xuất khí ta nó không có, nó không có cái phủ định từ ở phía trước, cho nên chúng ta dịch là hãy được. Sao rồi quý vị đánh không kịp à? Không được. Sư tỷ Đức hay sư tỷ Tri hay cô Nhật, cô Như Pháp đánh dùng cái chữ, cái câu thứ hai sape sata sukhita hoàn tú. Quý vị viết nguyên câu đó đi, chúng ta đừng có xài từ, đừng có ngắt ngang vậy. Cái này là chúng ta học, không phải là chúng ta phân tích từ vựng, mà là chúng tôi phân tích từ vựng nhưng mà các vị học để mà tụng. Rồi chút xíu nữa chúng tôi sẽ chỉ cho cái cách tụng. Khổ rồi, bây giờ làm sao đây? Dạ đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn sư tử Đức. Sắp câu thứ hai sape sata sukhita hoàn tú lại dịch thiếu nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh hãy được an vui, thiếu cái câu đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh hãy được an vui, sape sata, bởi muốn tiêu chữ sape sata. Cái câu của cô Nhật Quỳnh Dư á. Rồi câu thứ ba, quý vị để câu thứ ba. Sape sata nít đức kha hoàn tú. Sư tử Đức đánh dùng cái chữ đó, cái câu đó. Sape sata nít đức kha hoàn tú. Dạ đúng 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 rồi. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có khổ, đừng có khổ. Sape sata niduka hoàn tú, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có khổ. Rồi câu kế tiếp, sape sata apyapaccha hoàn tú, apyapaccha hoàn tú,
sappe satta apya pacchahantu. Dạ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng hại nhau, đừng hại nhau. Chữ Abhyavaccha đó, chữ Abhyavaccha tức là sân hại, đừng chứ không phải là ừng. Tất cả chúng sanh đừng hại nhau. Nếu mà quý vị vô lớp học còn gặp chúng tôi dạy thì chắc quý vị bị lỗi chính tả nhiều lắm. Lỗi chính tả nhiều lắm. Rồi một con nữa, sape sapa andika hoàn tú, sape sapa andika hoàn tú. Dạ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ép uổng nhau, ép uổng hay là áp bức á, hay là hành hạ cũng được. Nhưng mà ngài hòa thượng Tịnh Sự thì ngài xài cái chữ ép uổng, sẽ chữ ép uổng. Quý vị nghe cái từ này hơi lạ, cái từ này chỉ có ở ngoài hay là ở trong cái bài kinh hồi nãy Đức Phật này có dạy là chớ có chấp trước cái địa phương ngữ. Cho nên cái chữ ép uổng đó thì chúng ta xài được. Tại sao mà giờ này còn có chữ não hại nhau ở chỗ này chi nữa? Chữ não hại là chữ apyapacha, đừng có não hại nhau, đừng có hại nhau. Còn giờ là đừng ép uổng nhau. Rồi tiếp tục một câu nữa, sape satta dikha yukha hontu, sape satta dikha yukha hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh hãy được trường thọ, tức là sống lâu, hãy được sống lâu, hãy sống lâu, hãy sống lâu. Thì cái tâm từ của mình thì mong cho chúng sanh sống lâu là sống tùy theo cái thọ mạng của loài. Chúng ta trải tâm từ đến cái loài ruồi, loài muỗi, mà chúng ta nguyện cho con muỗi sống lâu tới 100 tuổi không được đâu. Cái loài đó chỉ sống con ngày 24 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ, vì cho tất cả chúng sanh được sống lâu, để sống tùy theo cái tuổi thọ của loài, của chủng loại. Chúng ta nhớ. Thì còn câu nữa, sape satta aroga hontu, sape satta aroga hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có bệnh hoạn, đừng có bệnh tật. Hay là ở chỗ này là khỏe mạnh, hãy được khỏe mạnh. Khỏe mạnh tức là không có bệnh tật, thưa quý vị. Aroga tức là bệnh tật, mà aroga tức là không có bệnh tật. Người ta gọi là khỏe. Ở các cái xứ quốc giáo như ở bên Thái, bên Miến Điện, khi người ta để cái bệnh viện đó, quý vị biết, người ta để arogya raga, arogya raga, tức là cái nhà sức khỏe.
Tôi gọi là cái nhà sức khỏe, hay là cái nhà không bệnh tật. Nhiều bệnh mà đi vô đó rồi, khi mà ra thì khỏe, không có bệnh nữa. Cho nên ta gọi là cái bệnh viện, để gọi là cái bệnh viện. Rồi tiếp tục cái câu khác. Sape sata sambatti samichantu. Xài động từ khác, xài động từ khác. Sape sata sambatti samichantu. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu tài sản. Chỉ sambatti ở đây là có nghĩa rất nhiều, như là cái sự thành công, sự thành đạt, vân vân. Một lẽ mà nói chữ samichantu thành tựu thành đạt thì nó kỳ, nó thêm nữa, cho nên thành tựu tài sản đi. Manusa sambatti là tài sản nhân loại, Deva sambatti tức là thành, là tài sản chư thiên. Ariya sambatti là tài sản thánh nhân. Cho nên chữ sambatti chúng ta xài chữ tài sản. Rồi câu nữa, sabbe satta sukhi attanang brihan brihantu. Câu này dài, thêm chữ sukhi nữa nha. Chúng ta nhớ ở trong cái bản kinh khi mà in ra, chúng ta lại nhảy cái chữ sukhi nằm ở trên. Giờ chúng ta phải tách nó xuống mới được. Sukhi attanang brihantu. Pariharantu. Yeah. Nguyện cho tất cả chúng sanh, Ngài Hòa Thượng tịnh sự, Ngài dịch như vậy, tự cẩn phòng hằng trọn an vui. Chúng ta nói là tự cẩn phòng an vui vậy được rồi. Tự cẩn phòng an vui được. Có nghĩa là nguyện cho chúng sanh đó, attanang tức là tự mình, người nào cũng biết tự mình cẩn trọng, tự mình cẩn trọng, đi đứng nằm ngồi cái gì cũng cẩn trọng, hành động nói năng cái gì cũng cẩn trọng. Chữ pariharantu gọi là cẩn phòng, cẩn phòng, tự cẩn phòng an vui, hay là tự cẩn trọng an vui cũng được. Khi mà trong cái cuộc sống này đó, mà chúng ta muốn có cái sự an vui đó, thì luôn luôn khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm việc, khi nói năng cái gì, chúng ta cũng phải biết cẩn trọng. Từ lời ăn tiếng nói, pariharantu là phải cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Uống lưỡi 7 lần mới nói, bởi vì bệnh họa tùng khổ xuất, bệnh tùng khổ nhập. Cái tai họa nó đến đó, là do nói ra, do cái miệng nói ra. Cái bệnh mà nó phát sinh là do cái miệng ăn vào nhiều quá. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong cái lời nói, trong cái hành động. Vậy chúng ta đi mà chúng ta vừa đi vừa chạy mà đi không có cẩn trọng trước sau đó, thì chúng ta bị trò té, rồi nó gãy tay gãy chân, vân vân.
thì nó khổ lắm. Cho nên phải luôn luôn cẩn trọng. Rồi bây giờ quý vị lấy dùm cái chữ hết rồi, hết rồi, hết cái chữ đó rồi. Bây giờ quý vị lấy chữ sappepipalino, sappepipalino. Dukkhapata jenis dukkha hoàn tú. Cái câu sappepipalino dukkhapata jenis dukkha hoàn tú. Có chữ hoàn tú động từ ở phía sau đi sư. Thêm chữ hoàn tú ở phía sau nữa. Đó, vậy đó, cái câu đó là cái câu đúng. Rồi sappepipalino hayappatta chánin dukkha hoàn tú. Sappepipalino dukkhapatta chánin Nipaya hoàn tú. Nipaya hoàn tú. Nguyện cho tất các chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đã đến khổ, xin đừng khổ nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh đã kinh sợ, đừng cho kinh sợ nữa. Đã kinh sợ, đừng cho kinh sợ nữa. Sappepipalino hayappatta chánin dukkha hoàn tú. Rồi cái câu cuối cùng, là sappepipalino sokkhapatta chanissokkha hoàn tú. Cái câu chót sappepipalino sokkhapatta chanissokkha hoàn tú. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà chúng ta học kinh Pali, tại sao chúng ta phải học Phạn ngữ? Là tại vì khi mà chúng ta viết rành rẽ đó, thì đọc cái bài kinh đó ở trong bài kinh viết tóm tắt thôi, nhưng mà chúng ta hiểu được phải như thế nào, chúng ta lấy một câu thôi cũng được, lấy một câu thôi. Còn cái câu chót đi sư, sư tuyên đức câu chót sappepipalino sappepipalino sokkhapatta chanissokkha hoàn tú, còn câu chót đó. Thì khi mà phân ra từng câu như vậy đó, thì chúng ta thấy rất là rõ nghĩa, rất là rõ nghĩa. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào trong kinh Nhật Hành đó, đọc chung với người khác đó, quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta tụng kinh trong tập thể hội chúng, trong chúng đó, thì chúng ta cứ là sappepipalino lấy một chữ thôi. Sappepipalino ve ra hoàn tu sukhita hoàn tu đi đức ca hoàn tu áp gia bát cha hoàn tu anh ca hoàn tu đi ca dục ca hoàn tu ở roga hoàn tu sambat thế hi samit chan tu sukhiya ta năng vare haran tu lu
Thapata chani dukha payapata chani payasokapata chani soka hantu sape pipanino. Thì chúng ta thấy vậy, ở đây đó, trong kinh Nhật Hành cũ của Ngài ấy, thì vì cho tất cả chúng sanh đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Thì nó nghe kỳ lắm thưa quý vị, cái kinh kệ bây giờ chúng ta thuộc rồi chúng ta sửa không được, nhưng mà chỉ sô cá nó không phải là chỉ thương tiếc không đâu, chỉ sô cá có nghĩa là sầu muộn, lo buồn rầu, buồn rầu. Cho nên chúng ta bỏ được xài chữ đến sự thương tiếc rồi, đừng cho thương tiếc. Thật ra hồi nhỏ đó, thì mình học thuộc lòng cái câu đó, nghe nó được. Nhưng mà cho đến lớn lên rồi á, hiểu biết rồi đó, thì mình thấy cái câu này là khoảng thập niên 50, khoảng thập niên niên 50, thì cái văn phong như vậy thì không có gì đáng nói. Nhưng mà đến những cái thập niên này đó, thế kỷ 21 này đó, mà khi mà xài cái văn phong tiếng Việt như vậy đó thì nó không có ổn thưa quý vị, không có ổn. Cho nên chúng ta phải nhớ gì, thì như thế thì chúng ta chút xíu nữa sau khi học xong từ tòa giác đẳng sẽ mời các vị giảng sư đọc, hướng dẫn cho quý vị đọc cái bài này. Bài này dễ lắm, và quý vị cứ đọc theo. Nhưng mà hãy khi nào mà ngồi thiền mà chúng ta thực hành đó, chúng ta thực hành đó, thì chúng ta nhớ tụng theo cái cách kia. Ngồi mà chúng ta nghĩ ở trong tâm, sape sata vira hantu, sape sata vira hantu, sape sata vira hantu, sape sata sukhita hantu, sape sata sukhita hantu, sape sata sukhita hantu, sape sata sukhita, sape sata nidukha hantu, sape sata nidukha hantu, sape sata nidukha hantu. Chúng ta phải thầm đọc nguyên phong như vậy đây, với hiểu ý nghĩa chúng ta mới gọi là từ bi nguyện được, mới lòng từ bi nguyện được. Chứ nếu mà chúng ta không khéo đó, thì chúng ta đọc ra chúng ta không hiểu hết, thì đây nói ra quý vị nói là ồ, linh bất linh tại ngã. Linh bất linh tại ngã, đọc không hiểu hết. Mà cứ nhắm mắt mà đọc hoài như vậy, nghĩ linh lắm. Không phải thưa quý vị, chúng ta phải dùng trí tuệ để hiểu. Thôi thì bây giờ chúng tôi trở lại với cái bài học hôm nay mà Đức Phật này dạy trong cái bài kinh Arana quý phần gác số 8, gọi là vô tránh phân biệt. Thật ra đó thì chữ quý phần gác chúng ta nên là phân tích ra từng khía cạnh, phân tích từng khía cạnh, chứ không phải là phân biệt. Trong tiếng Việt của mình chữ phân biệt nó lại có nghĩa khác nha. Còn cái chữ Arana vô tránh, tức là không có tranh cãi, không có tranh cãi, không có đấu tranh, không có đấu tranh, không có xung đột. Đức Phật này dạy cho cái tiêu chí, đây chúng ta gọi là 6 cái tiêu chí hoằng pháp
của một vị tỳ kheo mà Đức Phật Ngài dạy, để khi mà đi hoằng pháp, đi thuyết pháp á, đừng có để bị đụng chạm với tôn giáo này, tôn giáo nọ, đụng chạm người này kia. Không phải là mình được cầm mic lên mình nói chuyện rồi mình mặc sức mà mình chửi mắng người ta hay chỉ trích công kích người ta, thì cái đó là mất lòng lắm thưa quý vị. Cho nên vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo làm pháp sư giảng sư phải học cái bài kinh này cho kỹ, học bài kinh này cho kỹ. Nhất là ở những cái phần sau để Đức Phật này dạy cho cái cách sử dụng cái ngôn ngữ. Thì bây giờ trước hết á, là Đức Phật này dạy một vị tỳ kheo đó khi đi hoằng pháp á, thì trước tiên là vị này phải thực hành, phải tu tập cái con đường trung đạo trước, tức là bỏ lợi dưỡng, bỏ khổ hạnh, không lợi dưỡng, không khổ hạnh, đi theo cái con đường trung đạo. Thì như vậy trước nhất là một vị tỳ kheo đi hoằng pháp là phải vậy. Bởi vì nếu một vị tỳ kheo là pháp sư hay giảng sư đi hoằng pháp mà vị đó sống lợi dưỡng quá thì không có làm gương người ta được, mình không có nói được, mình lo trưng diện y áo cho nó thẳng nếp, cho nó tươi tắn, rồi tắm rửa sạch sẽ, hay là tối ngày mình lo mình bồi bổ làm sao để cho cái thân nó tráng kiện, nó hồng hào, da trắng vân vân, thì như vậy là lợi dưỡng không nên. Đừng để nó đen đúa xấu xí quá thôi, đừng để dơ bẩn quá thôi. Thứ hai nữa là một vị pháp sư giảng sư đó, thì không có nên khổ hạnh quá đáng. Bởi vì mình khổ hạnh quá, ép sát quá thì mình thuyết pháp cho người ta sợ, người ta không dám vô, người ta tu, người ta không dám đi Phật pháp, thì người ta thấy vị này khổ hạnh quá thì họ sợ. Chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng sanh mỗi người có một cái duyên nghiệp khác nhau. Mình muốn tiếp độ họ thì mình phải đi con đường trung đạo vừa phải thôi. Chữ trung đạo ở đây nó có nhiều ý nghĩa lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ nói cái tóm tắt vậy. Thí dụ như chúng ta không nên quá cười cợt trứng giỡn. Pháp sư mà cười cợt trứng giỡn nhiều quá trước mặt mọi người thì người ta sợ. Mà nếu mà mặt mày mà nghiêm khắc quá, cao có quả quọ thì người ta không có cảm tình để người ta ngồi, người ta lắng tai, người ta nghe pháp cũng khó lắm thưa quý vị. Cái cách là pháp sư, cái tiêu chí thứ nhất là phải trung đạo, chứ không có lợi dưỡng, không có khổ hạnh. Thứ hai đó là một vị, cái tiêu chí thứ hai của cái vị pháp sư giảng sư là chỉ nên thuyết pháp, nhắm vào pháp và nói thôi. Và cần phải biết trường hợp nào nên tán thán, còn trường hợp nào nên chỉ trích. Biết tán thán theo pháp thì được, chỉ trích theo pháp thì được, chớ không phải là mạnh miệng rồi
chỉ trích người ta, chửi bài, chửi chửi bới người ta nhiều quá không nên. Rồi cũng vậy, vị pháp sư nói theo pháp chứ không phải là khen lấy đặng lấy được, nhất là khen những Phật tử giàu có hay là khen ngợi các cái quan chức có quyền hạn của mình, gọi là định đó, thì không nên. Không nên khen định, mà cũng không nên chỉ trích quá đáng. Chỉ thuyết pháp vừa đủ thôi. Khi mà người đó thật sự có cái đức hạnh đáng tán thán thì mình phải khéo tán thán. Bởi vì mình tán thán mình tấn bốc quá đó, làm cho người ta cũng ngại, và làm cho người khác họ cũng cảm thấy ganh tị, không nên. Còn khi mình chỉ trích thì mình là người trí, thì mình phải biết chỉ trích để cởi mở, để xây dựng, chứ không phải là chỉ trích buộc tội, đạ mạng người, chữ đạ mạng người ta thì không nên. Cái đó là tiêu chí hoằng pháp mà Đức Phật Ngài dạy. Thứ hai, thứ ba đó, là cái tiêu chí hoằng pháp của một vị giảng sư pháp sư đó, là vị này cần phải biết về lạc, sống hạnh phúc, an lạc. Mình phải biết là đối với vị xuất gia thì nên chú tâm vào nội lạc, tức là lạc viễn ly và có thiền, thiền định. Chớ đừng có đem cái vấn đề hạnh phúc của thế gian mà nói nhiều quá, tám tháng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi ca hát làm cho người ta vui với những cái giọng ca ngọt ngào hấp dẫn, cái đó không phải là cái tiêu chí hoằng pháp của một vị pháp sư, một vị giáo sư. Tức là cần phải phân biệt tự mình, phải biết an trú trong cái lạc nào, mình vui ở trong pháp, quan hỷ trong pháp được rồi, vui trong thiền định, quan hỷ trong thiền định là được rồi. Gặp Phật tử thì mình cũng khuyến khích họ nên sống chánh mạng, làm các nghề nghiệp để có tài sản, không bị đói khổ vân vân, để có hạnh phúc gia đình vậy đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải khuyến khích họ ráng là vui trong cái điều thiện, vui trong cái việc làm phước, vui trong việc trì giới, vui trong việc hành thiền, là phải biết về lạc, chứ không phải là lúc nào mình cũng khuyến khích người cư sĩ là hưởng thụ sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc đâu. Mình phải biết khuyến khích, nhưng mà chưa chi cả mình kêu người ta bỏ hết tài sản sự nghiệp, bỏ hết chồng con vợ con để mà hành tiền thì cũng không được, thưa quý vị. Nghĩa là phải biết, phải biết cách. Rồi thứ tư đó, là không nên nói cái lời mất lòng. Không nên nói cái lời mất lòng. Ở đây dùng cái lời nói rằng không nên nói lên lời bí mật, mặt đối mặt với ai không nên nói lời mất lòng. Thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này nó cũng hơi có vấn đề, là tại vì chữ Rahu Wadang, Rahu Wadang Nafa Sayyat,
tức là không nên nói những cái lời quá sâu kín, vừa thôi. Bởi vì nếu mà gặp người khác mà chúng ta nói những lời quá sâu kín, khó hiểu, thì khiến cho người ta nản, người ta không hiểu gì hết. Cái người ta nản, người ta không có theo Phật pháp được. Nhưng mà mình nói những cái câu mà quá tầm thường thì cũng không được. Cho nên chúng ta đừng có nói những lời quá sâu kín. Tuy nhiên, những cái pháp và sâu kín đó, những cái lời nói thâm thúy đó, tùy theo đối tượng mà chúng ta nói. Đối tượng nào mà họ có một cái trí nhận xét sâu sắc họ thì mình nói được. Nhưng mà nói xong là mình phải giải thích liền, chứ không thể bỏ ngỏ. Ở đây có những trường hợp mà một vài vị giảng sư, pháp sư mà khi hướng dẫn cho người khác thì nói cái gì, nói thiên cơ, thiên linh linh, địa linh linh, nói sao cho người ta nghe, người ta có cái cảm giác như là Phật pháp rất là linh ứng, hay là quốc rất là huyền diệu. Cái đó là sai, đi ngược lại với tiêu chí của Phật pháp rồi. Nghĩa là Phật pháp á, có những pháp thâm sâu, sâu kín, nhưng mà những cái pháp đó tùy thời mà nói, tùy người mà nói, chứ không phải lúc nào cũng đem nói được. Mà khi mà nói những lời đó, những cái lời sâu kín ra hô qua đăng, ra hô qua đắc, thì mình phải biết giải thích, phải làm cho nó sáng tỏ vấn đề ra. Khó lắm chứ không phải dễ chứ. Khó lắm. Rồi thứ năm đó, cái tiêu chí thứ năm của người vị ẩm sư, pháp sư Như Hoàng Pháp, Đức Phật này dạy nè, nên nói từ từ chứ không vội vàng. Ở đây thì rất là thực tế. Này các tỳ kheo, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau, có khi tắt tiếng thì quý vị. Nói chậm rãi, nói vừa đủ thôi. Chỗ nào nói chậm để cho người ta nghe kịp thì mình nói chậm. Chỗ nào cần phải nói nhanh, nếu thấy cái chỗ đó không có cần thiết lắm thì mình nói nhanh được. Nhưng mà nói làm sao để người ta bắt kịp cái lời nói của mình. Vị pháp sư khi mà lên thuyết giảng thì phải yêu đề tài, yêu tiếng, yêu cái ngôn ngữ gọi là tiếng mẹ đẻ, rồi quý mến thính giả. Mình nói như thế nào để người ta nghe, người ta hiểu, chứ không phải là nói để cho có nói. Thì đó là phải nói từ từ chứ có vội vàng. Và thứ sáu là Đức Phật ngài dạy cái tiêu chí thứ sáu là chớ có chấp trước cái địa phương ngữ, chớ có đi quá xa cái ngôn ngữ thường dùng. Một vị giảng sư, một vị pháp sư đó, là khi mà đi đến từng vùng, từng miền, đến địa phương nào là phải hiểu cái ngôn ngữ của địa phương đó, phải biết, không có đi quá xa. Ở cái vùng miền, cái địa phương ngữ mà người ta gọi cha là bố, là ba, là cha, thì mình cũng phải
đi đến vùng đó mình phải nói theo. Người ta nói u, thay vì người có chỗ thì người ta gọi là mẹ, còn như ở ngoài Trung thì người ta nói là mạ, miền Bắc người ta nói là u, thì cái đó mình phải nói theo. Hoặc là ở trong miền Nam mình nói cái muỗng, nhưng mà ở ngoài miền Bắc người ta nói cái thìa, ngoài Trung người ta nói cái môi chẳng hạn. Thì chúng ta tùy theo địa phương, chúng ta đừng có chỉ trích, chúng ta đừng có chỉ trích là nói như thế này, kêu như thế này mới đúng, kêu cái kia là sai, nói vậy mít lòng lắm. Cãi nghe thưa quý vị, cái địa phương ngữ người ta dùng xài quen rồi, thì mình nhập gia phải tùy tục đáo xứ tùy nhân thôi. Cho nên cái cách sử dụng ngôn ngữ của vị pháp sư giảng sư khó chứ không phải là dễ. Thì ở trong cái phần Bali Vô Địa học hôm nay, Thượng Tọa Giác Đẳng cắt cớ cho chúng tôi trình bày cái bài kinh Vô Tránh Phân Biệt, thì chúng tôi chỉ xin trình bày 6 cái khía cạnh đó, cũng giống như là được gọi là 6 cái tiêu chí của một vị giảng sư pháp sư đi hoằng pháp phải sử dụng. Đến đây thì chúng tôi xin dứt lời, và 45 phút còn lại xin dường mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn cho Phật tử đọc Pali và xa thứ cái chừng Thượng Tọa Thượng Sư. Xin Thượng Sư huynh nghỉ, và bây giờ thì chúng ta sẽ có thì giờ để cho mọi người có dịp đọc bài kinh này. Thật ra đây cũng là một bài kinh rất là thường tụng, thưa quý vị, rất là tốt để chúng ta tụng về từ bi nguyện. Không biết là Đại Đức Tuệ Kỳ có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Tuệ Kỳ có mặt ở trước máy, sẽ thể Đại Đức Tuệ Kỳ tụng cho 10 lần bài bài kinh này. Rồi sau đó thỉnh Đại Đức Tuệ Kỳ và Chư Tăng khác mỗi vị tụng cho 3 lần. Bây giờ thỉnh Đại Đức Tuệ Kỳ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức đang có mặt trong lớp học. Kính chào đại chúng, xin phép được đọc bài kinh Từ Bi Nguyện. Sappe satta vera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sambhatihi samichantu sukhiyatanam varilahantu dukha patta chanidukha payapatta Chani paya soka patta chani soka hontu sape vivanino sape sata avera hontu sukhita hontu nitukha hontu apya paicha hontu anika hontu dikha yukha hontu haroga hontu sambhati hisami chantu sukhi Ata nang varilahan tu dukha patta chani dukha Vaya patta chani paya soka patta chani soka hontu sape vipanino Sape sata veda hontu sukhita hontu nitukha Hontu apya paccha hontu anikha Hontu dikha yukha hontu aroga hontu sambhati Isamichantu sukhiya Attanam barilahantu dukha patta Chanidukha phaya patta Chanipaya soka patta Chanisoka hontu sape vipanino
Sape sata havira hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu hanika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sambatehi samichantu sukhiyatanam Marilahantu dukha pata chani dukha pajapata Chani paya soka pata chani soka hontu sape pipanino Sape sata havera hontu sukhita hontu nitukha Hontu apya paccha hontu hanika hontu dikha yuka Hontu haroga hontu sambatehi samichantu sukhiyatanam Marilahantu dukha pata chani dukha paya pata chani paya soka pata chani soka hontu sape pipanino sape sata havera hontu sukhita hontu nidukha hontu apya paccha hontu hanika hontu dikha yuka hontu haroga hontu sambatehi samichantu sukhiyatanam marilahantu dukha pata chani dukha paya pata chani paya soka pata chani soka hontu sape dipanino Sape sata havera hontu sukhita hontu nidukha hontu apya paccha hontu hanika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sambatehi samichantu sukhiyatanam marilahantu dukha pata chani dukha paya pata Chani paya soka pata chani soka hontu sape pipanino Sape sata havera hontu sukhita hontu nidukha Hontu apya paccha hontu hanika hontu dikha yuka Hontu aroga hontu sambatehi samichantu sukhi Atanam parilahantu dukha pata chani dukha paya pata chani paya soka pata chani soka hontu sape pipanino sape sata havera hontu sukhita hontu nidukha hontu apya paccha hontu hanika hontu dikha yuka Hontu aroga hontu sambatehi samichantu sukhi Atanam parilahantu dukha pata chani dukha Paya pata chani paya soka pata Chani soka hontu sape pipanino Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tế Đức tiếp tục ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Duy, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng và hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý hội cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin tụng bài kinh Từ Bi Nguyện. Dạ, alo. Dạ, alo. Dạ, alo. Alo. Dạ, alo. Dạ, đạo tràng chúng con nghe âm thanh của sư rõ mà sư không thấy được màn hình, con cung thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. À. Dạ, còn nếu không nữa thì con
thỉnh sư rời rung rồi trở lại ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không? Dạ, sư có nghe được âm thanh con không ạ sư? Dạ, cảm ơn cô Hoài Ngọc. Dạ, cảm ơn Lão Cài. Dạ, con kính nhân Bích Tránh Sư ạ. Nam Phong Bích Tha, dạ, dạ có lẽ máy của sư Đại Đức có vấn đề rồi, con cung thỉnh. Dạ, con thấy sư trở ra và trở vào lại rồi, con cung thỉnh sư à. Dạ, con xin phép được tụng bài kinh Từ Bi Nguyện ạ. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nikdukha hontu abhyabaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu arogya hontu sambate hisame chantu sukhi attanang bariharang tu dukha patta janit dukha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipanino sabbe satta vera hontu sukhita hontu nikdukha hontu apya patta hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sambate hisame chantu sukhi atanang bariharang tu dukha patta janit dukha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sape pipanino sape satta vera hontu sukhita hontu nikdukha hontu abhyabaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sambate hisame chantu sukhi attanang pariharang tu dukha patta janit dukha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sape pipanino. Dạ con xin hết ạ. Kính mời sư thông tiếp theo ạ. Dạ, mời sư Nguyên Thông. Dạ. Dạ. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anigha hontu digha yukha hontu aroga hontu sampati hisame chantu sukhi attanang pariharang tu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anigha hontu digha yukha hontu aroga hontu sampati sisamichang tu sukhi atta anang parihang tu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbani no sabba avera hontu sukhita hontu nidu hontya paccha hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu sampati hisamichang tu sukhi anang paharang tu dukha ta jani dukha paya pata jani paya soka pata jani soka hontu sabbe vipanino. Dạ, con đọc xong ba lần, con xin mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được hỏi là có vị nào đọc tiếp theo sư Nguyên Thông? Dạ, mời cô Như Pháp.
Dạ, con Tu Nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho biết tín hiệu và con xin lực phép được đọc kinh từ bi. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukkha hontu abhyabaccha hontu anicca hontu dukkhayukha hontu arogha hontu sambatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhabatta chanit dukkha payabatta chanit phaya sokhabatta chanit soka hontu sabbe vibhanino. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukkha hontu abhyabaccha hontu anicca hontu dukkhayukha hontu arogha hontu sambatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhabatta chanit dukkha payabatta chanit phaya sokhabatta chanit soka hontu sabbe vibhanino. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukkha hontu abhyabaccha hontu anicca hontu dukkhayukha hontu arogha hontu sambatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhabatta chanit dukkha payabatta chanit phaya sokhabatta chanit soka hontu sabbe vibhanino. Dạ, con kính tri ân với ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con tri ân đại đức tuệ trì. Dạ, con xin xuống mít ạ. Chúng ta nên lưu ý là bài kinh này đặc biệt đó, là một bài từ biên nguyện thành ra. Khi mà viết cái âm rất rất là ít và cái trường âm rất là nhiều. Dạ, chúng ta nên để ý cái trường âm và cái đoạn âm. Sabbe là hai cái đều dài hết. Satta là trường âm hết. Avera hontu. Á ngắn nhưng mà vera là cả hai đều dài. Hontu, hon dài, tú ngắn. Sabbe satta avera hontu. Sukhita hontu. Sukhi ngắn, ta dài. Hon dài, tú ngắn. Sukhita hontu. Nít dukkha. Cả ba âm đều dài hết. Tại vì không có đọc là nít đúc khà. Thì chúng ta đọc là nít đúc khà. Sau cái chữ ý có cái phụ âm đi á. Thì chúng ta phải đọc dài. Nít đúc. Chữ vậy. Ở đây không phải là đúc. Dạ. Chữ U mà có chữ cá. Ở phía sau. Chữ U có phụ âm là nít đúc khà hồn tú. Áp giá. Bá cha, cả bốn chữ, cả bốn âm tiết đều dài hết. Apya, bá cha, hồn tú. Anika, hồn tú, á ngắn. Ni dài, kha dài. Anika, hồn tú. Dika, yuka, hồn tú. Ở đây thì Dika là dài rồi. Yú, ngắn. Kha dài, hồn tú. Hồn dài, tú ngắn. Aroga, hồn tú. Aroga, hồn tú, á ngắn. Rô dài, ga dài, hôn dài, tú ngắn. Sam dài, bát, ti dài, bát dài, ti dài, hít ngắn. Sam nít, chan tú, sam dài, mít dài, chan dài, tú ngắn. Sukhi, đúng ra thì chúng ta đọc là... cái dấu ngắt phải ở cái chỗ mà sao chữ hai chan tú là ngắt chứ phải là sao chữ sukhi. Sukhi atanang parihantu, đó là một câu. Đó là một câu. Còn tới chữ cái vị ngắt như vậy đó, cô Như Pháp viết như vậy đó là mình đọc là sampatihi samichantu, ngắt câu ở đó. Sukhi atanam parihantu, ngắt câu ở đó. Dukkhabatta chanit dukkha, ngắt câu chỗ đó. Payabatta chanit phaya, ngắt câu chỗ đó.
Sokapata Tenisoka ngắt câu chỗ đó. Hôn tu sape piba nido. Dạ. Cái dấu để quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ không. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Chúng ta sửa lại chút xíu ở đây. Arasambati Hishamichantu. Các câu chủ chủ quý sinh chặt tú. Rồi Sukhi Atanan Parihantu. Sukhi Atanan Parihantu. Ngắt câu chỗ đó. Dukkhapatta Janiddukkha. Janiddukkha. Mình ngắt câu chỗ Niddukkha. Cho quý vị chơi chút xíu nha. Ghi nhận chút chỗ này. Payapata Janipaya. Janipaya Janipaya. Sokapata Janip. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Hôn tu sắp về bị bao nhiêu. Dạ. Dạ. Ở đây mình đọc, mình cố để ý cái âm, cái trường âm á. Còn đọc thật ra thì sau cái nguyên âm có một phụ âm á, là đọc nhấn chứ không phải đọc dài. Nhưng mà vì tiếng Việt Nam chúng ta đó, ít có khi mình đọc nhấn chỗ đó, thành ra mình đọc dài luôn. Chứ thật ra nếu mà người Tĩnh Lan họ đọc họ nhấn, ví dụ như nó là nít, hay là người Mỹ Điền là nít đúc khao, chúng ta đọc là nít dài thôi. Đúng với chữ nít, sau cái phụ âm được mình đọc nhấn chỗ đó. Dạ, ở trong tiếng Anh intonation đó. Sape sata avira hồn tú, sukhita hồn tú. Dạ. Sao chữ hôn tú thì chúng mình gạch xéo luôn. Nidukha hôn tú. Nidukha chứ không phải là Nidukha. Nidukha hôn tú. Apya bacha hôn tú. Anika hôn tú. Dika yuka hôn tú. Yeah. Quý vị chờ chúng tôi sửa lại cái này chút xíu. Apya baca hontu, anika hontu, nika yuka hontu. Ya rồi. Sampatihi samichantu, sukhi sukhi atanang pariharantu, pariharantu. Kappata janitukha payapata janipaya so kappata janisoka hontu sape piba nido. Dạ, đó là cái dịp chúng ta. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta học qua phần văn phạm. Dạ, hôm nay chúng ta học văn phạm này thì thứ vị lần trong trong phạm ngữ đó thì có hai cái cách nói. Dạ, cách nói theo đại chúng phổ thông và một cách nói văn hoa. Thì cách nói văn hoa thường là nói theo Sanskrit, hay nói một cách khác là chúng ta có những chữ trong Pali mà cái dạng á nó lai Sanskrit. Dạ, lai Sanskrit. Thì ví dụ như mình nói sát thú. Sát thú là vị thầy hay bậc đạo sư. Và satar. Dạ, satar đọc cái chữ R ở phía sau á, thì satar đó là lai cái âm Sanskrit. Giống như là trong tiếng Việt Nam của chúng ta có thể gọi là mẹ, mà có thể là mẫu thân. Chứ tôi nhớ Chư Tăng bên Nam Tông có nhiều khi đi xuất gia rồi ngại không kêu mẹ, kêu bà thân hay kêu mẫu thân, hay là đến, chúng ta không gọi là đến từ thân, chỉ kêu bà mẫu hay là bà mẹ. Thì cái chữ mà sát thú là thầy,
Sattar, Sattar là thầy, nhưng mà chữ Sattar là đọc Lai, Lai Sanskrit. Dạ, chúng ta nhớ như vậy. Tại sao cả hai cách gọi? Thường đó là một cách gọi trong đời sống hàng ngày. Thứ hai đó là người ta gọi theo ở trong nghi lễ. Dạ, trong nghi lễ trang trọng. Ví dụ như là trong một cái buổi hội họp mà tôi có cái tính cách rất là trang nghiêm, thì cái người mà mình gọi là bí tú là cha, má tú là mẹ, má tú là mẹ thì cũng sao hết. Nhưng mà nếu mà mình biết thì mình đổi gọi theo Sanskrit thì trang nghiêm hơn. Yeah, trang nghiêm hơn. Và ở đây đó, cái danh từ mà có cái vị ngữ ú hay là á rá, tức là chữ a, chữ a, chữ r, á rá đó, thì nó có nghĩa như là một tác nhân. Tác nhân ở đây đó, mình nên hiểu là một người đóng một vai trò gì đó, chứ không phải là người sinh ra chỉ đơn thuần là do sinh ra gọi như vậy mà đóng vai trò gì đó. Ví dụ như chữ sách thú không có nói là thầy, mà đó là người làm thầy. Dạ, chỉ người làm thầy, hoặc giả là người làm cha, người làm anh, người làm mẹ. Thì khi mà chúng ta đề cập đến người làm anh làm người làm cha, làm mẹ đó, thì chúng ta nói tác nhân là người đóng một vai trò gì đó. Dạ, đóng vai trò đó, đó thì nó liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm. Dạ, quyền hạn trách nhiệm ở đây dùng cái chữ là một tác nhân, hay là một agent trong tiếng Anh đó, chúng ta một tác nhân. Thì cái này đó nó hơi khác với cách nói bình thường của chúng ta. Trong cái văn hóa chúng ta thì những cái vai trò này nó có tác là đôi khi nó ơ hờ, vô thưởng vô phạt. Cha là cha, mẹ là mẹ, anh. Nhưng mà giống như chúng ta học ở trong Nho giáo mà nói là quân sư phụ. Và quân sư phụ là vua, phải đạo làm vua, tôi phải làm tôi, cha phải đạo làm cha, con phải đạo làm con, thầy phải đạo làm thầy, trò phải đạo làm trò. Thì quân sư phụ, vua thầy hay cha đó, nó đâu không đơn giản là một tên gọi, mà đó là một ý nghĩa mang cách nhấn mạnh. Nhấn mạnh là mình phải đóng cái vai trò đó, mình có quyền hạn như vậy, có đèn chia, có trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm. Nên chi trong cái tiếng ở đây, trong bài học này đó, thì những chữ này quý vị nên hiểu nó mang cái tính văn hóa của người Ấn Độ. Dạ, mang tính văn hóa. Chúng tôi tạm nói rằng khi mình đi học ở trong trường ở Việt Nam thì thay vì người ta nói là người bảo hộ hay là thân bằng quý thuộc, người ta dùng chữ phụ huynh. Dạ, phụ huynh là cha anh đó. Nhưng mà họ không dùng chữ cha anh, họ dùng chữ phụ huynh. Chữ phụ huynh ở đây không đơn thuần là chỉ cái quan hệ làm cha, quan hệ làm anh, hay quan hệ làm mẹ, hay quan hệ giám hộ. Nhưng mà nó phụ huynh là người có một cái trách nhiệm, người có cái vai trò. Dạ, người có trách nhiệm, người có vai trò. Thành ra cái chữ phụ huynh trong tiếng Việt Nam mà khi mà mình nói ở trong nhà trường hay là chỗ này kia, nếu một cái người mà có văn hóa và có học thức á, họ hiểu á, thì họ hiểu cái đó không đơn thuần chỉ là cái liên hệ họ hàng, mà ở đó là người có trách nhiệm. Thì ở đây cái chữ tiếng Phạn nó là như vậy. Tại sao chúng ta gọi là tác nhân? Và tác nhân tức là người đóng vai trò đó. Thì bây giờ chúng ta có chữ sát thủ hay là sát thọ. Quý vị nào mà nhớ là Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài có một cái Phật ân đức là sát tha đi và mình được sa năng. Sát tha đi và mình được sa năng là thiên nhân sư, là bậc thầy của trời người. Chứ bậc thầy của trời người, chữ thầy ở đây không phải được xem như là một người chuyên về lĩnh vực gì đó. Dạ, thí dụ như nói là bậc thầy về nấu ăn, hay bậc thầy về hội họa, bậc thầy cái đó ta gọi là chữ bậc thầy. Thầy của trời người tức là cái người là có đủ cái khả năng giáo hóa, và là cái bậc giáo hóa chư thiên và nhân loại, gọi là thầy, trong ý nghĩa người răn dạy. Thầy đúng nghĩa là người răn dạy, người huấn luyện, người có thể khen
trưởng và có thể khiển trách, đúng là thầy. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng về cái chữ này đó, mình nên có một cái mặt đơn và có ba chấm ở giữa, tức là mình phải định danh thật rõ, định nghĩa thật rõ, và có một cái đặt vào trong cái ngữ cảnh thật rõ. Đó là một chữ mà đôi khi người ta có thể dùng để viết khoa. Nói theo trong tiếng Anh là không phải là A, mà nó phải là một mẫu từ, là một mẫu từ có tất cả chỉ định từ. Cái này nó rất là quan trọng. Dạ, khi mà chúng ta nói bậc đạo sư hay là bậc thầy, khi mà trong tiếng Phạn mà mình nói là sát thú hay sát tha, có nghĩa là người đó có thể quở trách mình, người có thể rầy mình, người đó có thể đánh đòn mình mà không có lỗi, tại vì cái vai trò của người đó là người đó răn dạy mình. Ở đây chúng tôi cũng phải nói rằng cái danh từ mà nam tính nó uống không có nhiều đâu. Dạ, nhiều thành ra quý vị rất là dễ nhận ra. Thì sát thú hay sát tha đó, khi chia thì nó chia chung. Mặc dù đơn cử thì một mình, là chúng ta thấy có hai cái dạng là sát thú và sát tha. Từ sát tha là một cái dạng lai tiếng Sanskrit. Có dịp thì chúng tôi sẽ nói thêm là như là trong tiếng Việt của chúng ta, nhiều khi người ta phải xài cả hai từ. Dạ, nó cả hai cách nói. Chúng tôi lấy dụ như là Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh đó, Thiền Sư Nhất Hạnh thì cổ võ, do là mình là phải làm sao mình nói chữ nôm. Ví dụ mình nói là làng Mai, chùa là đạo tràng làng Mai, hay là nói về Hòa Thượng đặt ra là cái thất lắng nghe, hay là thiền đường trăng rằm rồi chẳng hạn, đặt như vậy nghe rất là nôm. Nhưng quý vị thấy khi mà Thiền Sư Nhất Hạnh mất rồi thì người ta vẫn phúng điếu là Mai Thôn Đạo Tràng Khai Sơn Đạo Sư. Dạ, Mai Thôn Đạo Tràng tức Mai Thôn Đạo Tràng là làng Mai đó. Nhưng mà không dù là Mai, dù Mai Thôn, ví dụ về. Thật ra có những thứ mà trong ngôn ngữ đó, người ta muốn nói cho nó cao trọng hơn, người ta nói sang hơn, thì bắt buộc người ta phải dùng. Thật ra ở đây chúng ta có chữ sát thủ và sát tha. Về cái này thì nó hơi dài dòng, nhưng mà mình học thời gian rồi đó, thì mình quen nhất là mình đọc thờ văn bản, mình sẽ cảm thấy quen thôi. Chủng cách số ít là sát tha, chủng cách số nhiều là sát tha rô, đối cách số ít là sát tha răng, số nhiều sát tha rô. Ngày hôm nay đó, nếu như con nghĩ cho chúng tôi ngừng một chút xíu rồi, chúng tôi muốn nói thêm một chuyện đó là trong cái văn Bali đó, trong văn phạm Bali đó thì không có nói chủ cách đối cách, mà nói là cách thứ nhất, cách thứ hai như Bathama Dutiya. Thì thường á là chủ cách đó là cách thứ nhất, mà hô cách đó lại là cách thứ tám. Rồi thường á là sử dụng cách là cách thứ ba, mà cách thứ tư là chỉ định cách, rồi mới sở thủ cách, xin lỗi, mới xuất xứ cách, rồi mới sở thủ cách, rồi mới hô cách. Nhưng mà khi mà chúng ta học trong giáo trình của Pali Di Đà Siva đó, thường là bà để chủ cách, rồi sau chủ cách là hô cách. Và chúng ta đừng ngạc nhiên về việc này, tại vì đa phần là chủ cách và hô cách đó, là có một cách biến cách giống nhau, cũng như là chỉ định cách và xin lỗi, sử dụng cách và xuất xứ cách thường giống nhau, chỉ định cách và sở thủ cách thường có những cái giống nhau, là do cái tương tự nên chi giáo sư Lili Siva để gần với nhau. Ở đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa là trong cái sắp xếp thứ tự, trong sắp xếp thứ tự của văn phạm Bali đó, thì người ta không gọi là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, mà người ta gọi là cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba, thứ tư. Mà mình nói như vậy nghe nó rối lắm. Thật ra bây giờ mình không học. Thế khi mà chúng tôi vào chùa học ngày xưa đó, học sự xưa mà học Pali của theo Chư Tăng Người Miên mà dạy đó, thì cứ là Bathama Dutiya thôi, tức là cách thứ nhất, cách thứ hai. Rồi cách thứ nhất có nghĩa là chỉ là chủ ngữ,
cách thứ chủng từ, cách thứ hai là chỉ túc từ, mà nó phiền lắm, mình phải nhớ thêm. Nên khi mà quý vị đọc đọc vào một cái quyển sách giáo khoa này đó, thì quý vị thường thấy một điều là sau cái chủ cách đi vào hô cách, chúng tôi nhớ hình như có lần sư tử kia có hỏi chúng tôi về cái hô cách để ở đó hay là dời xuống dưới, lúc chúng tôi cũng bận quá, chúng tôi không giải thích cái kiểu như vậy đó. Cái nào gần với nhau ta để nhau như vậy, gần với nhau đó là cách như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta học trong cách truyền thống, cách truyền thống cổ xưa đó, thì bô đầu là chủ cách, rồi tới hô cách, rồi tới sử dụng cách, rồi mới chỉ định cách, rồi xuất xứ cách, xin lỗi, sở thù cách, rồi xuất xứ cách, rồi định sở cách, rồi hô cách. Dạ, cách hồi xưa như bây giờ vậy. Thì sử dụng cách là ở đây của Sattara, số nhiều Sattari, Sattaruhi, Sattari, xài nhiều hơn Sattaruhi, Sattuhi, Sattuhi thì thường là xài trong trong cái thể kệ, trong cái kệ, trong cái gọi là ca vịnh, hay chúng ta nói xài trong thi ca đó. Ở đây như vậy là nếu quý vị nào mà có đọc nhiều về những bài kệ tiếng Phạn đó, thì cái âm tiết rất là quan trọng. Thí dụ như cái bài đó là 8 âm tiết, hay bài 12 âm tiết, hay bài 21 âm tiết. Cái âm tiết trong tiếng Phạn đó thì nó cần cho điều mà chúng ta gọi là ngâm. Thí dụ như mình nói 8 tiết là mano puppang gama thama mano setha mano maya, hay nhiều âm tiết hơn, yo san ni sino varapo thi mu le. Thì cái cách người ta ở trong tiếng Phạn rất là quan trọng, về một câu có 8 âm tiết hay 11 âm tiết, 21 âm tiết, vân vân, nhiều thể loại. Thì khi mà chúng ta nói tới âm tiết á, thì do đó cái số chữ đôi khi nó cần, thành ra họ mới đẻ ra cái này là quý vị nói Sattarehi là 4 âm tiết, Sattuhi 3 âm tiết, giống nhau thôi, nhưng mà xài qua xài lại, xài qua xài lại trong trường hợp chỗ đó cần thêm âm tiết hay mất âm tiết người ta xài ra đủ chữ. Quý Phật tử đừng có ngạc nhiên sao mà đã chia rồi chia dài dòng như vậy, nhưng mà nhiều khi họ cần tới. Hay là ở đây hai cái cách biến cách, chỉ định cách và sở thuộc cách đó, thì số ít là có 3 là sát thú, sát thú nô, sát thú sát. Sở thuộc cách là sát thú, sát thú nô, sát thú sát. Số nhiều là sát tha ra nắng, sát thú nắng, sát tha ra nắng, sát thú nắng là chỉ định cách, sở thuộc cách số nhiều. Khi mà chúng ta thường dịch hay thường đọc, sắp tới sau cái giáo trình này tới bài 32, chúng ta sẽ học qua cái qua cái giáo trình học Pali, qua kinh Pháp Cú thì tôi sẽ giảng. Thì đúng bây giờ mỗi một bài kinh Pháp Cú đều là một thể kệ hết, thì kệ thì gatha hết. Thì lúc bây giờ là những cái chữ này xuất hiện ra, quý vị sẽ thấy và quý vị cảm thấy là lớp học trước mình có học về điểm này. Định sở cách số ít là sattari, số nhiều là sattari, là số nhiều sattare số, sát thu số. Hô cách sát tha sát tha rô. Có một điểm mà quý vị nên nhớ là một cái danh từ mà khi mà chưa biến thể đó, mà hô cách thường phải giữ nguyên cạnh, phải giữ nguyên. Bây giờ ở đây chúng ta nói vài danh từ nó có cái biến thể tương tự như chữ sát thú hay sát tha. Mà những cái danh từ này đó thì quý Phật tử nên để ý là mình sử dụng ở trong một cái ngữ cảnh đó, là mang cái tính tương đối là nghi lễ, hoặc giả là trong một trường hợp trang nghiêm, trong trường hợp mà có tất cả là nhấn mạnh, ở trung tâm gọi là formal. Cách tú là người thực hiện, người làm, hay là chỉ cho tác nhân, tác nhân, cách tú. Danh tú
là người đi. Giống như là người khi mà mình nói là Kinh Kha là tráng sĩ đi sang tầng, thì chữ Ganh Tú, chữ người đi này, người đi cái ở đó, thì cái chữ người y đi này được nhấn mạnh, không phải nói từ người đi bình thường, mà Ganh Tú là người đi. Sô Tú là người nghe hay là thính giả. Đa Tú là người cho, mà cũng chúng ta nói thường giờ là thí chủ. Nê Tú là người chỉ huy hay là nhà lãnh đạo. Quách Tú là người nói hay là phát ngôn nhân. Như phát ngôn nhân của tòa bà đọc Quách Tú. Chê Tú, người chiến thắng. Và ở trong tiếng Phạn thì chữ Chê Tú này tương đối là được xài nhiều, kể cả Đức Phật và các vị A-la-hán là những bậc đã chiến thắng phiền não, những bậc đã chiến thắng ma vương. Và thông thường chúng ta có cái cụm từ gọi là chiến thắng thần chết, là chỉ cho một bậc giác ngộ hoàn toàn. Quý Nê Tú là người chấp pháp hay là giám luật. Người chấp pháp là nói ngoài đời, là law enforcement trong tiếng Anh đó. Và ở trong đạo thì có một cái vai trò gọi là người giám luật, tức là cái vị tăng đứng đầu mà xem về đời giới luật của chư tăng. Quý Nê Tú, Quý Nha Tú là người hiểu biết, chúng ta cũng thể dịch là trí giả. Và trí giả tức là một người mà thông thái trong lĩnh vực gì đó, gọi là Quý Nha Tú. Phát Tú là người chồng, ở đây nó không đơn giản là chữ husband trong tiếng Anh, mà giống như chữ breadwinner, tức là cái người mà chịu trách nhiệm để tạo nên cái cuộc sống về kinh tế cho gia đình. Phát Tú, Phát Tú. Chữ Phát Tú này khi mà được xài nó hơi formal chứ không phải là bình thường nha. Nát Tú là cháu nội hay cháu ngoại, không phải là chỉ cháu nội cháu ngoại trong cái bình thường, mà chúng ta tạm gọi là cái người hậu duệ, chúng ta gọi là người hậu duệ. Dĩ nhiên là trong chữ hậu duệ là con cũng là hậu duệ, cháu là hậu duệ, nhưng mà chữ Nát Tú ở đây á, được hiểu là cái người kế thừa dòng dõi, họ tính từ đời thứ ba trở đi, con là đời thứ hai trở đi. Con là thứ nhất rồi, là hậu duệ đời thứ nhất, nhưng mà Nát Tú là như thế này. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì có cái chữ gần gọi là đích tôn, nhưng mà đích tôn mình chỉ có một người thôi. Đích tôn ví dụ như là người đó họ có 10 người cháu, thì trong 10 người cháu chỉ có 4 đứa cháu trai và 6 cháu gái, thì trong 4 đứa cháu trai thì có một đứa là con của người con trai lớn nhất, thì gọi là đích tôn, là người được xem người thừa cái dòng dõi vậy, cái gia môn á. Nhưng mà trong chữ Phạn thì không có khái niệm đó. Tất cả người cháu đều là cháu trai, cháu gái, cháu nội cháu ngoại, dù có một người hay nhiều người đều là Nát Tú. Nó có một cái chuyện mà cũng cũng rất là thú vị, là trên phương diện gia tộc đó, thì người phụ nữ Ấn Độ là người là người theo chế mẫu hệ. Thành ra thường á, khi người ta nói về một người nào đó thì họ hay dùng là người đó là con của bà này, con bà kia. Thí dụ như tên là Upatissa, nhưng mà họ không gọi Upatissa mà họ gọi là Sariputta. Sariputta nghĩa là con trai của bà Sari, và con Sariputta. Thì công chúa Yajudala được gọi là Rahula Mata, là mẹ của Rahula. Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài mang cái họ mẹ, tức là mang họ của hoàng hậu Mai, là Gautama. Nếu mà theo nữ tính gọi là Gautami, như là Mahapachapati Gautami,
hay là Maya Gautami, dạ, là Đức Thế Tôn này mang cái họ mẹ. Thì ở bên Ấn Độ khác với bên chúng ta một điều đó là cháu trai và cháu gái đều là ngắt tú, dạ, là ngắt tú, là thừa kế đồng dõi, dạ. Và không có phân biệt, ở đây không phân biệt là cháu nội hay cháu ngoại, dạ, giống như trong tiếng Anh chúng ta gọi là grandchildren, dạ, grandchildren không phân biệt. Dạ. Chúng tôi muốn nói là một điểm mà quý Phật tử quan hỷ lưu ý cho đó là những cái từ này đó nó không có phải là một từ nói theo cái kiểu nói nhẹ nhàng, nói sơ sơ bên ngoài, mà những từ này đó, nếu mà nói đúng nghĩa, mà cái người mà gọi là có văn hóa, có trình độ đó, họ xài đúng nghĩa thì nhìn xài nó một cách trang trọng, dạ, trang trọng, xài có điểm nhấn, dạ, có điểm nhấn, như mình nói là tác nhân thì dùng chữ cách tú. Mặc dù chúng ta thì là người làm, nhưng mà cái người làm này đó nó nhẹ lắm, nó không có đủ cái chữ cách tú. Hay là mình nói là ganh tú, là người đi, dạ, người đi thì không phải đơn thuần nghĩ người đi không, mà chữ ganh tú ở đây tức là mình nói kẻ ở người đi, dạ, kẻ ở người đi, cái chữ đi đi nó có cái điểm nhấn trong đó. Chúng tôi mong rằng nói như vậy quý vị có thể nhận được. Hay là xô tú thì không phải mình chúng tôi đang tình cờ mà chúng tôi nghe ai nói thì chúng tôi gọi là xô tú, dạ, mà chữ xô tú ở đây là nghe, mà nghe có mục đích, nghe có chủ tâm và nghe có thành tựu. Ví dụ chúng ta có chữ sotapatti, sotapatti tức là cái người chứng đạt do nghe, chỉ cho vị tu đạo hồi thành ra. Hay chữ đa tú, đa tú không đơn giản là người cho không, mà đa tú là thí chủ, chữ thí chủ đó, nó nhấn mạnh hơn. Chữ quá tú mình nói người nói nghe cũng được, nhưng mà không phải mình nói chuyện sơ sơ là quá tú, mà phải là phát ngôn viên, phát ngôn nhân, dạ, phát ngôn nhân. Thì quý vị hãy để ý cái này, ở trong cái tiếng Sanskrit, ở trong tiếng Phạn á, về mấy cái chữ mà bình thường và cái chữ trang trọng á, có một cái dấu ấn rất là quan trọng, và cái chữ đó, cái cách xài nó khác. Bởi vì nếu quý vị nào mà qua nói chuyện với người Thái, người Biên, người Miến Điện, người Tích Lan đó, họ hay có hai cái cách chia về ngôn ngữ, nó gọi là từ phổ thông và từ cao, từ phổ công, từ cao. Thì trong tiếng Việt chúng ta mình nói anh chị, mình nói là nhưng mà khi mà mình đọc trong sớ điệp hay là trong này kia thì người ta nói là bào huynh, bào muội, bào tỷ, hay là đại khái danh từ nhìn là nhà nó xa hơn. Thành ra những cái chữ này chúng ta nên hiểu rằng đây là những từ vựng nó có mang cái điểm nhấn nhiều hơn. Và chữ anh cũng vậy nha, anh ở đây không phải chỉ sanh ra là anh không, mà chữ anh đi như hồi nãy chúng tôi nói có chữ phụ huynh đó, có nghĩa là người có cái trách nhiệm, dạ, cái trách nhiệm. Chúng ta có chữ pi tú, pita là cha, pa tú, pa ta là anh, dạ, cha anh. Và chúng ta có chữ ma tú, là ma tú là mẹ, ma ta cũng là mẹ, hai chữ đó. Thì quý vị cũng cần để ý. Và người Ấn Độ á, thì họ rất là chú trọng về cái tên gọi những người trong gia đình, nói cái quan hệ mà cách gọi. Thí dụ một đứa trẻ gọi á, thì họ đều sử dụng âm môi, thí dụ là má, phá. Có lẽ là chúng tôi được nghe của Thượng Hữu Giác nói thôi, đó là cái cách cung ngữ họ độ họ khi mà đưa ra những cái chữ này đó, là những cái phát âm mà một đứa trẻ hồi nhỏ nó lớn lên đó, nó phát âm cái chữ cái âm môi như vậy phát âm nhất. Mata pita hay là pata dễ nói hơn. Còn như chúng ta có cái chữ daddy, kiểu daddy là cha, nhưng mà chữ daddy phải đánh lưỡi, nó hơi khó trong tiếng Anh chút xíu. Thành ra
những cái âm mà cha hay là mẹ hay là anh, những người gọi rất là thân khi mình còn nhỏ chào đời thì là âm môi. Đó là điều mà chúng tôi nghe giải thích từ Hòa Thượng Khổ Gia. Thưa quý vị, đây để hết giờ rồi, chúng ta khỏi làm bài tập nữa. Chắc là trong cái học này mình có làm bài tập điểm cao điểm thấp gì thì cũng thi đậu hết, không lo nhiều. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại có được một bài giảng, trước tiên hy vọng là quý vị có thời gian nghiền ngẫm lời bài giảng về Đức Phật dạy về cách sử dụng ngôn ngữ. Ở trong đó có nhiều điều rất là hay, không phải là trong quản lý quan pháp mà trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Và chúng tôi hy vọng có dịp chúng ta trở lại. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Đúc Kết.